Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu tất cả các loại bột kem. Dạ. Bạn nào mà lần đầu kinh doanh kinh doanh kem tươi á, ngoài cái máy kem rồi thì mình cần tìm mua cái nguồn bột kem. Cái này là loại bột kem mà mình đang làm và mình bán á. Mình mua của cái hiệu này, mình không có quảng cáo cho họ, nhưng mà mình lấy mấy năm rồi thì mình bán có một loại này và mình thấy được. Nó có nhiều loại lắm các bạn. Loại này là kem hoa đậu biếc. Thực ra thì cái bột của nó cũng giống nhau hết, nhưng mà nó khác ở cái hương á, cái hương tạo màu, hương công nghiệp của từng loại kem á. Này là sữa dừa nè. Mình lấy mẫu những cái mình có. Bột kem nó có những loại nào để cho ai mà lần đầu mình kinh doanh kem tươi á, mình hiểu. Tức là người ta sẽ dùng cái bột kem này, người ta pha với 2,5 lít nước ấm, và sau đó mình cho vào máy kem và nó ra kem. Đó là cái công thức làm kem bình thường. Còn muốn kem ngon á, thì có thêm những cái thành phần khác nữa, thì mình sẽ ra ở cái video tiếp theo và mình hướng dẫn chi tiết luôn cho anh chị em. Ai mà ở xa, bây giờ đợt này dịch này, ai ở nhà muốn kinh doanh thêm kem tươi, mình cũng có thể kinh doanh cái mảng này cũng được á. Ở đây mình có vị nho nè. Vị nho thì nó ra giống như cái hình này luôn các bạn. Tức là kem vị nho thì sẽ có màu tím nhạt giống như cái nho của mình. Rồi kem chanh dây thì nó sẽ ra, kem mình làm ra nó sẽ có cái màu vàng cam giống như chanh dây luôn. Kem sô cô la thì màu sô cô la từ bột cacao. Sữa dừa, trà xanh thì nó sẽ có màu trà xanh, tức là cái màu kem nó sẽ giống này. À, cái bịch này của mình nó bị rách rồi nè. Này bạc hà. Bạc hà thì kem nó màu xanh lá cây nhẹ, màu trà xanh thì màu xanh đậm đó. Nó còn những cái loại khác nữa, nhưng mà mình thấy bán chạy á là vẫn là sô cô la nè, sữa dừa nè, vani nè, trà xanh là các bạn trẻ mình, trẻ với cấp 2 á mới thích ăn nha. Còn các bạn nhỏ mà cấp 1 á thì thích ăn các loại mà ngọt giống như là vani, nho, sô cô la, dâu. Mấy bạn mà từ cấp 2 trở lên á thì thích những cái vị đặc biệt, ví dụ như là kem tươi vị trà sữa nè. Mình có mà mình hết rồi, mình còn mấy cái mẫu này. Những cái vị mà chua chua ngọt ngọt á là chua ngọt, cay cay the the như bạc hà rồi đó. Mấy bạn bé mà cấp 1 á là ít muốn ăn nha. Các bạn nào mà kinh doanh mà trước trường tiểu học, mình nhắm bán cho hết nhiều đối tượng á, thì mình lấy đa dạng. Mà cho các bạn nhỏ là chính á, thì mình lấy tập trung những cái vị chủ yếu là ngọt và màu sắc thì bắt mắt, ví dụ như sô-cô-la nè, vani nè, dâu nè, nho hoặc là việt quất đó. Mấy cái vị đó thì mà các bạn nhỏ thích ăn. Nhưng mà những cái vị nè, chanh dây nè, bạc hà nè, trà xanh nè, là những cái vị mà hơi cay hay là nó có cái nét đặc trưng riêng rồi, nồng hay cái gì đó, là bạn nhỏ ít thích ăn nha. Bán cho các bạn cấp 2, cấp 3 thì lại cực kỳ hot hit á. Đó. Rồi, mình sẽ ra cái video hướng dẫn pha kem, tức là 1 kg bột kem này mình sẽ pha với 2,5 lít nước như thế nào, thì mình sẽ có ở cái video tiếp theo. Cái này là mình làm lại từ đầu cho nó bài bản, thì lúc trước là mình làm cái video nó cũng chưa có nét, nhưng mà mình thấy có nhiều anh chị hỏi và cũng có cái mong muốn kinh doanh á, thì mình cũng chia sẻ cái máy làm kem của mình. Nó cũng gọi là ngủ đông, mùa dịch thì nó cũng ngủ đông thường xuyên lắm. Ngày mai mình làm lại, bữa nay người ta cũng tiêm phòng rồi, dịch nó cũng ổn, trường học cũng đi lại bình thường. Trước mình cũng làm thưa, nhưng mà có con nhỏ mình không có tiện quay được, cứ hứa hẹn anh chị mà không có làm. Bây giờ mình tiện thể mình làm luôn cho bạn nào mà ở xa có điều kiện kinh doanh á, thì mình đầu tư tổng vốn hết của mình là khoảng 50 triệu đó các bạn. Vừa tiền bột kem, tiền máy nè, tiền bột kem nè, tiền ốc quế. Còn ốc quế thì để mình lấy mẫu cho coi luôn.
Đây, đây là cái ốc quế mình đang bán, tức là bây giờ nó dịch á, mình không có làm trực tiếp để mình chờ máy máy lúc nào cũng chạy để bán kem tươi, mà mình làm kem này xong rồi là mình bỏ vô vô hộp mình bán kem ký, và sau đó là mình dùng cái hộp đó mình có bán lẻ cho học sinh luôn. Thì cái bịch bịch ốc quế của mình á, một bịch như vậy là 20 que nè, mình bán ở giữa còn tới đây. Tức là mình cần sắm thêm một cái này là cái lấy cái ai lấy viên kem, cái cây lấy viên kem này mình móc xuống mình vặn là nó đẩy cái kem ra đó, thấy nó nằm ở dưới nó đẩy cái kem ra thì mình úp lên cái mặt đây này. Mình ăn thì mình làm luôn mà bây giờ mình cũng chưa có ăn, thì mình cũng lấy luôn cái ốc quế ở cái của cái hãng này luôn. Thì các bạn cứ search cái trang web này Benus Cream, mình lên Google mình tìm cũng được, hoặc là mình lên cái trang web là benuscream.com á thì nó cũng cũng ra. Thì các bạn liên hệ trên đó, nó có số điện thoại của công ty, nhớ tìm cái trang trang đúng là benuscream nha, đừng có chọn những có nhiều cái trang khác người ta lấy về á, người ta bán lại. Thì các bạn mua 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 ở nước 2, nước 3 không phải trực tiếp công ty thì có thể giá nó sẽ chênh lệch, tại vì thường nếu mà lần đầu kinh doanh thì mình mua thì có thể mình mua ít á, nhưng mà lần đầu kinh doanh của mình á, mình đã quyết định mua máy rồi, cái máy hồi đó là 42 triệu thì mình chơi luôn cái này là 50 kg, 50 kg kem, 50 kg bột kem. Hồi đó mình mua 65.000 một ký nha. Rồi cái thùng này, thùng ốc quế thì tới giờ hình như là vẫn giữ nguyên giá. Mình lấy cái đợt đợt giữa năm năm ngoái à. Thì nó vẫn giữ nguyên giá là một 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 thùng là 1.500 ốc á, 1.500 ốc 750, 750.000. Đó, bình quân là mình thấy là mỗi cái ốc quế này là khoảng 500, là 500 đồng đó các bạn. Còn tiền ship mình mua của công ty luôn, nó ở dưới Sài Gòn, và khi họ ship về cho mình á, là 2 thùng và 1 bao, thì mỗi cái mình họ gửi xe cho mình từ Sài Gòn về Đắk Lắk thì mỗi cái người ta lấy tiền cước là 50.000 đó. 3 cái thì mình mất hết 150.000 tiền 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 ship. Tức là bên công ty họ tự xử lý hết cái khâu mà họ vận chuyển ra nhà xe. Quan trọng là mình ở khu vực nào, nhà xe nào gần nhất, tiện mình lái nhất thì mình cung cấp cho họ. Họ hai bên trao đổi với nhau thì họ sẽ đi gửi hàng của mình ra nhà xe và đảm bảo gửi về lại cho mình đó. Video của mình đến đây là kết thúc. Ngày mai thì mình hôm sau thì mình sẽ ra cái video về hướng dẫn pha kem, pha mà pha ngon luôn nha, chứ không phải là pha như bình thường là 1 ký bột kem với lại 2,5 lít nước. Tại vì công thức mình trải nghiệm lâu rồi thì cũng giống như là chế biến trà sữa vậy đó, mình có một số cái kinh nghiệm thì mình cũng chia sẻ luôn cho bạn nào vô sau muốn kinh doanh thì mình lấy cái công thức này mình kinh doanh cũng được. Còn khi mà mình kinh doanh mà mình trải nghiệm, mình cảm mình có được những cái công thức khác hay ho hơn thì mình có thể lấy sử dụng luôn cũng được, không sao hết. À, cùng nhau chia sẻ để những người đi sau còn có cái thêm cái thông tin làm ăn. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha.